10 quy luật khi làm social media. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Thì với việc làm marketing trên social media, đó chính là cái việc mà bạn sẽ sử dụng những cái mạng xã hội để bạn có thể quảng bá thương hiệu hay bạn có thể là đưa cái thông tin sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng nhằm giúp tìm khách hàng tiềm năng cũng như là cái gia tăng doanh số, gia tăng lợi nhuận bán hàng trực tiếp trên social media. Và với 10 quy luật này thì Tân tin chắc nó sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho việc các bạn là cải thiện cái cách mà các bạn làm sao nó hiệu quả nhất cho việc mà làm marketing trên các mạng xã hội này. Và nếu giá trị video clip này thấy hay thì đừng quên bấm like video để ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe đăng ký kênh để tạo động lực giúp cho kênh được tiếp tục phát triển. Ok, Tân sẽ liệt kê 10 quy luật này dưới đây. Đầu tiên là thêm vào các call to action CTA, kêu gọi hành động. Hãy thêm vào những cái thông tin, những cái câu chữ kêu gọi hành động để giúp cho họ theo cái bản năng sẽ làm theo cái việc mà bạn kêu gọi đó. Tiếp theo là phân tích, thay đổi và ưu tiên cho content. Bởi vì sao? Bởi vì content là yếu tố quan trọng nhất trong marketing. Bạn phải làm sao cho content bạn thật sự thu hút và có nhiều cái điều hấp dẫn đối với khách hàng thì khách hàng mới có thể là tìm hiểu bạn được và có thể thu hút bởi những cái nội dung mà bạn truyền tải. Những nội dung đó có thể là nội dung bán hàng, nội dung PR, nội dung quảng cáo, nội dung tạo dựng thương hiệu, là brand các kiểu. Thứ ba là hiểu khách hàng của bạn và nhu cầu của họ. Biết được khách hàng của bạn như thế nào, họ là ai, họ ra sao và nhu cầu của họ là gì để bạn có thể khai thác được đúng trọng tâm. Thứ tư là lên chiến lược sử dụng hashtag. Hashtag là những cái từ khóa mà được gắn phía trước bởi dấu thăng rồi cái từ khóa đó. Thì hashtag đó chính là những cái mà nó sẽ tổng hợp toàn bộ những cái thông tin cần thiết và những cái thông tin liên quan cho cái hashtag đó. Ví dụ hashtag về marketing đi, thì khi bấm vào cái hashtag marketing thì tất cả những bài viết có gắn cái chữ hashtag marketing sẽ được liệt kê hết. Thì cái việc mà gắn hashtag, thứ nhất là vừa cho khách hàng biết nội dung của cái status hay content của các bạn đang mang cái ý nghĩa gì và liên quan tới điều gì. Thứ hai là giúp cho những người đang tìm hiểu về cái thông tin đó có thể dễ dàng tìm thấy bạn và có thể liên hệ được với bạn một cách mà tự nhiên. Thứ năm là phản hồi nhanh chóng, không để khách hàng chờ. Đặc biệt điều này được ứng dụng bên trong việc chăm sóc fanpage, trả lời tư vấn trên fanpage. Tân cũng đã có video nói về điều này, là trong những video liên quan tới sự ứng dụng của chatbot. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn sử dụng fanpage để các bạn bán hàng, để bạn tư vấn khách hàng, thì nhiều khách hàng hiện nay có quá nhiều sự lựa chọn. Họ không nhất thiết phải chờ đợi một cái trang fanpage nào trả lời cho họ, và nếu trả lời trễ thì khả năng mất khách hàng rất là cao. Và trực tiếp Tân cũng là một trong những người mà cũng có cái hành vi đó. Khi mà cần một cái dịch vụ nào đó, Tân đi hỏi khá là nhiều cái trang fanpage, cũng là hơn 10 trang, và trang nào trả lời nhanh chóng nhất thì mình sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo. Và một trong những cái trang đó thì mình sẽ ngay lập tức offer khi có được cái giá hợp lý cùng với là chất lượng mà mình cảm thấy ok. Đó, thì cái việc mà trả lời nhanh chóng, phản hồi nhanh chóng khách hàng là một điều rất cần thiết để giữ chân khách hàng và tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi. Thứ sáu là phân chia thời gian quản lý phù hợp. Có nghĩa là bạn có rất nhiều các cái kênh truyền thông, mạng xã hội, nhưng mà bạn không thể nào quản lý hết tất cả những trang đó.
nên bạn phải biết cách phân chia sao cho phù hợp, không dành cho trang nào quá nhiều cũng không dành cho cái trang nào quá ít. Và nếu bạn không có quá nhiều thời gian để làm những câu chuyện đó thì bạn có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là bạn có thể thuê nhân viên về để chăm sóc và quản lý những cái trang đó cho các bạn. Nội dung có thể là bạn đưa ra, bạn sáng tạo, hoặc chính những nhân viên đó sẽ hỗ trợ cho bạn việc đó. Nhưng với bạn sáng tạo thì cái khả năng sẽ hay hơn, tại vì nó mang cái phong cách của bạn, mang cái ngôn từ của bạn, mang cái kiến thức về kinh nghiệm trải nghiệm của bạn. Nó khác hẳn với một người nhân viên, một người ở cái tầm thấp hơn bạn mà làm việc đó thì giá trị mang lại sẽ không cao. Nhưng nếu về việc quản lý fanpage thì những người nhân viên bình thường vẫn có thể lấy thông tin và chăm sóc fanpage được, tại vì đó là một cái công việc mà cũng là phổ biến hiện nay. Và với cách thứ hai, bạn có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ cách tự động, ví dụ như là Buffer hay là Hootsuite, là những cái công cụ mà Tân đã từng giới thiệu ở trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Bạn có thể bấm subscribe, đăng ký kênh và có thể tìm những video đó để có thể tìm hiểu rõ hơn. Tân cũng đã hướng dẫn chi tiết cách sử dụng bên trong nó như thế nào. Và nếu bạn muốn sử dụng những tính năng cao cấp hơn thì bạn có thể bấm vào nút là tăng cái gói sử dụng lên cao cấp hơn, gói Pro hay gói VIP để sử dụng hết tất cả những tính năng đó. Thì đó là hai cách mà Tân có thể đề xuất cho bạn để bạn có thể phân chia thời gian quản lý phù hợp trên các kênh social media này. Tiếp theo thứ bảy đó chính là tập trung vào các kênh social media phù hợp. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Như Tân nói, không phải sản phẩm nào cũng phù hợp ở tất cả lĩnh vực. Tân ví dụ như kênh Instagram đi. Cái Instagram thì nó thiên về những cái hình ảnh đẹp, thiên về cá nhân nhưng mà trẻ trung, năng động và nó phải lung linh, nó phải có cái sự mà sáng tạo, sự tươi mới. Thì với những cái sản phẩm ví dụ như là vật liệu xây dựng đi, thì nó không phù hợp với cái việc mà quảng bá trên Instagram. Mà những cái vật liệu xây dựng thì nó sẽ tồn tại ở trên website, chạy trên Google nó sẽ hay hơn. Nhưng với Instagram thì nó sẽ phù hợp với làm mỹ phẩm, phù hợp với spa, phù hợp với thẩm mỹ viện, phù hợp với làm đẹp, phù hợp với thời trang. Đó là những cái mà bạn có thể nhắm vào khi các bạn mà sử dụng cái kênh cho nó phù hợp. Và một số cái có thể phù hợp nữa mà Tân có thể kể liên quan tới nghệ thuật, ví dụ như là vẽ tranh, ví dụ như là tattoo, ví dụ như là thiết kế thời trang, ví dụ như là kiến trúc hội họa, ví dụ như là có thể là rất nhiều yếu tố khác, nói chung là liên quan tới cái đẹp. Bạn có thể là sử dụng cái kênh Instagram sao cho phù hợp với những lĩnh vực đó. Nên là mỗi kênh nó sẽ có những cái thế mạnh khác nhau, bạn phải hiểu được ưu nhược điểm của mỗi kênh như thế nào và những kênh đó được sử dụng ra sao. Và như Tân nhớ thì Tân cũng đã có những video phân tích về điểm mạnh, điểm yếu của từng kênh và cách khai thác của từng kênh như thế nào. Bạn chỉ cần subscribe kênh và theo dõi những video tiếp theo. Tân sẽ tiếp tục phân tích tiếp các cái kênh còn lại và sẽ làm sâu hơn một số vấn đề khác để cho các bạn hiểu điểm yếu, điểm mạnh của các kênh social media hiện nay. Thứ 8 là đăng tải lên LinkedIn để tăng trưởng nhanh hơn. Kênh LinkedIn là cái kênh về tuyển dụng việc làm. Và cái kênh này nó rất nhiều, có rất nhiều là cái người mà thật, những người mà có cái thứ nhất là về cái học hàm, học vị, kiến thức, trình độ, sự nghiệp. Các CEO, các founder trên đây rất là nhiều. Và những người có cái khả năng chuyên môn trên đây rất cao. Thì cái việc mà đăng tải lên LinkedIn cũng là một trong những cái cách mà thu hút được những cái người đó, có thể là kết nối với bạn hay là tăng được cái traffic về những cái kênh mà bạn mong muốn xây dựng. Thứ 9 là chạy quảng cáo để target khách dễ hơn. Thì việc chạy quảng cáo không chỉ là trên Facebook. Các bạn cứ nghĩ là chạy quảng cáo mà target được là nó nằm trên Facebook hả? Nhưng mà không phải đâu. Zalo vẫn chạy quảng cáo target được. TikTok vẫn chạy quảng cáo target được. Twitter vẫn chạy quảng cáo target được. LinkedIn cũng chạy quảng cáo target được. Chứ không chỉ là riêng Facebook.
Và hầu hết tất cả những cái trang mạng xã hội khi nó tạo ra đều có chức năng chạy quảng cáo khi đạt được một lượng user nhất định. Bởi vì sao? Bởi vì quảng cáo đó chính là doanh thu chính của tất cả những mạng xã hội, chứ không phải là từ những việc khác. Nên là họ khi xây dựng một cái mạng xã hội để nó vận hành thì họ thu tiền từ quảng cáo của doanh nghiệp là cái điều và chủ yếu. Nên là cái việc mà target khách hàng khi chạy quảng cáo là điều cần thiết nếu các bạn muốn phát triển cái lượng khách hàng tiềm năng của bạn lên cao hơn, hoặc có thể trực tiếp tăng doanh số từ những bài quảng cáo đó. Và cuối cùng, thứ 10, đó chính là đầu tư vào hình ảnh thu hút. Hình ảnh là một cái gì đó mà thật sự cần thiết cho cái ánh mắt của khách hàng đập vào, nhìn vào liền cảm thấy thú vị, cảm thấy bắt mắt, cảm thấy kích thích thì họ sẽ đọc tiếp những cái phần còn lại. Còn hình ảnh mà nó quá bình thường, nó quá đổi thiếu chuyên nghiệp, nó không có cái sự cuốn hút, sự thu hút thì họ sẽ dễ dàng bỏ qua mà thôi. Nên đầu tư vào hình ảnh không bao giờ là sự lãng phí cả. Nên hãy biết cách đầu tư vào hình ảnh và tập trung đầu tư vào hình ảnh sẽ giúp cho cái việc mà làm truyền thông marketing trên mạng xã hội được tốt hơn. Thì với tất cả 10 cái quy luật này, Tân tin chắc nó sẽ mang lại nhiều giá trị cho các bạn và giúp các bạn cải thiện cái việc làm marketing trên social media, mang lại nhiều kết quả và hiệu quả cao hơn so với hiện tại. Và những lợi ích này mang lại những điều thật sự bổ ích cho các bạn thì hãy bấm like video để ủng hộ cho Tân. Cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video chia sẻ kiến thức khác của Tân về kinh doanh, về marketing, cũng như là về những câu chuyện cuộc sống có liên quan tới marketing và kinh doanh để giúp các bạn thể ứng dụng ngay vào trong công việc. Hãy để lại phần comment của các bạn bên dưới nội dung video này nếu bạn có bất kỳ cảm nhận nào liên quan tới video, cũng như là có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới cái chủ đề những quy luật marketing trên social media này cần hỏi. Tân sẽ trả lời hết tất cả những cái comment của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.